Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Như tập phim hôm qua thì các bạn cũng đã thấy là A Tú đã ở nhà cùng với anh chị em set up rồi là đưa những cái phương pháp nào tối ưu nhất để cho đội nhân viên bưng bê phục vụ làm sao mà tối đa nhất cho nhà sàn ẩm thực Gái Bản. Thì hôm qua đã chạy rất là tốt, nói chung hôm qua mình đã thấy ổn hơn khá là nhiều so với hôm kia các bạn. Thế là ổn rồi, và hôm nay thì mình ở nhà để tiếp tục hoàn thiện những cái biển vẫy. Cái biển, tại vì là cái nhà mình nó ở trong cái ngõ ngã rẽ, thế nên là nếu mà không có đường vẫy thì rất là nhiều người đến đây bảo là toàn đi nhầm lên trên bản thôi. Thế hôm nay phải cùng với anh em thợ xem là hoàn thiện được cái biển vẫy vào trong này, và còn những cái vấn đề gì ví dụ như bàn ghế các thứ này phải chuyển đi, do nhu cầu của khách là muốn ngồi nhà sàn không muốn ngồi ghế như hôm qua mình nói đấy, thì hôm nay phải chuyển đi cho chị em làm sao mà set up nó chuẩn chỉ nhất cho các em làm một cách trơn tru nhất thì mình mới tiếp tục cái công việc ở trên bản được. Thì hôm qua cũng có các bình luận ấy bảo em cứ lo cái việc gia đình của em đi đã, còn những cái việc trên bản này tính sau. Mình cũng thấy đúng, cảm thấy cũng thấy đúng, tại vì là việc nhà mình còn chưa đâu vào đâu thì tự nhiên bỏ đi, thì tại vì đã xác định đi lên bản ấy thì là công việc ở nhà gần như không làm được đâu, sáng đi tối mít đi về đấy, nó rất là khó. Nên là cố gắng ở những cái ngày này để làm sao mà hoàn thiện nhất để cho quý khách. Đây là những cái bước đầu tiên tạo điểm nhấn cho khách hàng, nên là làm sao mà cho khách hàng người ta có một cái niềm tin, cho một cái sự thoải mái nhất để người ta đến đây. Sáng hôm nay thì rất là đông khách đến đây chụp ảnh check in xong là đi điểm khác rồi. Buổi chiều về đây ăn cơm, chiều về đây tắm suối, xong rồi tối về đây ăn cơm, và có đoàn khách nghỉ luôn ở tại đây nữa. Nên là đang cùng với chị em đang chuẩn bị chăn ga gối đệm rồi là dọn dẹp vệ sinh. Hôm nay là biến chế cho chị ạ, là chính thức là cho chị ạ sẽ quét vườn, quét tường, rồi là vệ sinh các cái sàn dưới. Nói chung ở bên dưới còn không làm cơm nhé, chị ạ là không làm cơm, tại vì chị không biết những cái việc đầu bếp chỉ đạo đâu. Nên là nhưng mà vệ sinh thì phải nói là ghi nhận đây. Đang thế là sáng mình vừa bảo chị đánh rửa cái khâu vệ sinh thật sạch đi. Điện có mà không bật lên à? À, bật rồi. Đấy. Một mình làm cứ một mình ọt ẹt nha. Kỹ lắm, sạch lắm. Nên là vào nhà chị lúc nào cũng thơm phức. Cho cái áo để mặc. Cái áo. Cái gì? Đang chê người ta. Đái ra ngoài à? Đái ra ngoài à? Cái gì? Chả biết bảo cái gì. Cái này mình phải đi giặt khô đấy. Giặt ở máy mình ở nhà này giặt được, nhưng mà chỉ sợ không kịp cho người ta chiều nay ngủ ấy. Vì là trời có nắng đấy, nếu mà phơi đến tầm chiều là chắc khô thôi, nhưng mà sợ không đảm bảo. Đây là tí phải đi giặt ở ngoài xem chị em dọn dẹp như nào. Đây là cái không gian ở bên trên nhà ngủ các bạn nhé. Cứ sau một đoàn đi thì các chị em lại phải dọn dẹp từ sàn này, rồi đến ga này, chăn này, tất cả mọi thứ đều phải vệ sinh hết một lượt cho thật sạch sẽ, thơm tho để đảm bảo cái yếu tố về vệ sinh các bạn ạ. Đấy, rồi phải quét như này, rèm riếc các thứ là phải sạch sẽ. Buổi chiều nên giải ra thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn cái này là cái khâu chuẩn bị. Chị ơi, những cái này cất đi này. Cái này cái gì đây? Cái khăn lau à? Chị ơi, tí những cái rác này ấy xử lý đi nhá. Rác bùn đấy. Đây là nhà tắm bên trên.
chung là sạch sẽ. Thì vệ sinh một lượt đi để cho khách hàng cảm thấy nó thoải mái, an tâm nhất. Tối nay khách ăn, khách buổi trưa ở đây thì thường người ta đi làm nên là khách buổi trưa nó cũng có nhưng mà ít lắm. Cũng tùy từng hôm thôi, không thể nói là ấy được. Tùy từng hôm, có hôm buổi trưa đông, có hôm buổi tối đông, nhưng thường là buổi tối, vì dân ở đây người ta cũng đi làm. Buổi tối một cái thời gian nhậu, taxi xanh ấy, buổi tối ở đây đông lắm. Bây giờ người ta không uống rượu là không đi lái xe nữa, nên là taxi các thứ vào đây rất là đông. Bên này mình còn cây ấy đây này, còn một cây mận đây này. À, mơ chưa đào được, chắc hôm nào đào truyền xong để đến mùa kia mới đưa sang thôi. Mùa kia đưa sang mùa thu. Cây này mà sang nhà mình là đẹp đấy. Hôm nào phải bảo anh em đào truyền trước tầm tháng 9 mang sang vừa. Hai người lẹp này xem nó có món gì đây. Măng à? Ui măng ngon đấy. Tối có món măng gì? Măng ngọt. Măng ngọt à? Ừ. Măng, gọi là măng, là măng ngọt, măng ngọt. Đấy, mùa măng. Nói chung ở nhà hàng mình thì cứ mùa nào thức đấy các bạn ạ. Cái đặc sản dân tộc này thì nó phải phụ thuộc theo mùa nhé. Không phải lúc nào các bạn lên ăn cái mấy cái món côn trùng mà cũng có đâu. Mà nó phụ thuộc theo mùa hết. Ví dụ mùa măng thì măng ăn măng tươi, còn mùa không có măng thì phải ăn măng không phải là phải ăn mà là ăn măng khô. Măng khô nó cũng ngon mà. Măng khô rất thơm và ngon. Măng này thì làm món gì? Canh à? À xào, xào tỏi á. À? Xào rau thối á. Măng ở đây thì thường thường người Thái người ta hay xào với rau thối, một trong món gọi là đặc trưng. Ngon đi. Này, quay hết quy trình cho các bạn cùng xem, cùng trải nghiệm, biết được cái ẩm, cái nguồn vào của nhà mình như thế nào. Đấy, ngon chưa? Mà do chính những người bản địa ở đây người ta làm nên là người ta các chị em anh em ở đây là toàn gọi là gửi hồn vào món ăn đấy. Món của bố mẹ để lại mà. Đấy, ngày xưa các cụ toàn ăn măng là nhiều, ăn măng với lại ăn cá suối. Riêng người Thái là ngày xưa là hay ăn cá suối, nên là các bạn cứ để ý nhé, là rất nhiều các món cá của người Thái, dê, trâu, bò thì ít thôi, nhưng mà riêng cái món cá là rất là nhiều món. Còn người Mông thì có món ngựa, đấy là đặc trưng. Ơ, cái này khéo khô được quá. Lạp sườn này khô rồi. Đây, mỡ trong veo rồi này. Ôi dồi, sập rồi. Sập. Đây, sấy thịt các bạn bao giờ nhìn thấy cái mỡ này này. Cái mỡ này nó trong này thì nó mới đảm bảo là đạt này. Đây này, đấy nó phải trong như này, trong veo này. Lấy cái miếng, lấy con dao, cuốn này lấy con dao, à chị ơi thì cắt cho em một phát vào cái đầu này để nhìn cho khán giả xem cái thịt gác bếp, một cái đầu thôi, một cái đầu ngoài, không đừng cắt vào bì nó khó cắt đấy. Rồi đây. Cái miếng mỡ bình thường nó đục đúng không? Thì bây giờ khi mà sấy, nếu mà đạt như này nó sẽ trong veo như này. Đó. Cái này là được rồi nhá. Đảm bảo rồi đấy.
Đây buổi tối hôm qua mưa quá chả đốt lửa xòe 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 được các bạn ạ. Đây vẫn giữ nguyên là may làm được cái bánh xe này lăn đi lăn lại di chuyển rất là dễ. Càng làm thì càng vỡ ra được nhiều cái các bạn ạ. Vỡ ra được nhiều cái lắm. Đây mới in được cái quét mã đây. Đó. Tí nó phải chuyển bàn ghế nữa cơ. Hóa đơn của mình đi nhá. Chuyển món của mình đi nhá. Nhà sàn làm thứ cái bản này. Đấy để lộ địa chỉ ra thì nó lại thì bên đấy nó lại đánh địa chỉ đấy, đánh bị cái gì ấy. Địa chỉ của mình là cầu Bản Nòng, phường Pú Trạm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 085 219 3456. 085 219 3456 nhá. Đây, gồm có các món này. Ví dụ như là món trâu bò này, các món dê này, các món lợn này, các món gà này, các món canh này, các món côn trùng này, các món rau măng theo mùa này, các món phụ gồm có xôi tú lệ, ngũ sắc này, bánh chưng này, cơm lam này, cơm trị, cơm tẻ này. Đấy, còn hình như là còn thiếu món cá vừa mới lấy về đây này. Các món cá thì gồm có gỏi cá này, mọ cá này, gỏi cá chấm này, pa pỉnh tộp này, cá chấm nướng chiên nguyên con này, cá xôi chiên này, cá sấy gác bếp nữa. Đó. Còn biển thì anh em đang in rồi, chiều nay chắc mới làm được. Chiều nay bê bàn ghế xong là đấy, đây. Còn đây là tập hóa đơn mình vừa mới về in xong. Đang không làm cái màu xanh nhỉ. Mình không ra tận đấy làm đâu ra này. Này màu vàng vàng này cũng được thôi. Đó. Đến bây giờ mới có hóa đơn, nói chung là vừa làm vừa ấy, chạy cong hết cả đít đi. Khách thì đây thẻ đây, cáp đây. Cáp này ghi vào khéo lại dính vào cái ấy đấy nhá. Khéo lại dính vào cái địa chỉ đấy, đây. Cáp của mình đây. Nhà sàn làm thực cái bản, điện thoại này. 085 219 3456. Mã QR quét đây. Địa chỉ cầu Bản Nòng, phường Pú Trạm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Taxi các chiếc họ hay lấy. Với lại là người khách người ta đến người ta cũng hay lấy các bạn. Cho cục đá rồi. Đấy, cứ bao giờ ngó mặt lên mới nhìn thấy. Nay mà khách gọi như này thì chết rồi. Người ta lại hiểu lầm ấy. Hiểu lầm mà là khách không tôn trọng, chết. Đây, trên này thì bày bàn ghế thế này rất là đẹp rồi, nhưng mà giờ là giờ là khách người ta lại không thích ngồi bàn. Thế bây giờ là mình phải chuyển bàn ghế. Cho xuống nước. Đấy bên kia là được. Chị ạ bảo thế nào. Đi cầm đi. Đấy. Đây. Chào các bác nhá. Vâng. Chào anh. Cái bản. Ok. Nhà sàn cái bản. Nghe anh uống nước. Thấy dành đồng lắm rồi này. Vâng. Ok anh. Làm bữa. Cơm trưa luôn.
À thế ạ, vâng vâng, ok. Đấy, bây giờ thì không gian bàn ghế uống nước thì nhiều, nói chung là thoải mái à. Nhiều lắm. 1, 2, 3, 4 bộ, 5 bộ bàn ghế uống nước ở đây. Nói chung là khi mà có tiệc ngoài trời ấy thì cái bàn ghế tre này thì vẫn tổ chức ngoài trời ok mà. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là đang chuyển đổi cho nó đúng với cái nét truyền thống là chuyển sang ngồi bàn trệt hết, nên là phải làm vậy thôi. Chuyển sang đây ngồi uống nước tạm. Chủ khách người ta ăn uống hay ngủ nghỉ, người ta có chỗ ngồi thư thái. Mình còn mong muốn là lấy một vài cái ghế lười ấy, cái ghế lười bằng tre ấy mà nằm được ấy các bạn ạ. Còn không cháu? Nằm được ấy cho người ta, ví dụ người ta đi mệt đến người ta muốn nằm nghỉ ngơi thư thái. Dạ. Dạ. Đấy bên này à, 2 bàn, 4 bàn, 5 bàn, cả cái bàn pơ mu này 5 bàn. Sang bên này. Ơi. Chưa. Đợi bạn nữa cơ mà. Nhưng mà phải gọi lên thôi em ạ, à, không là muộn đấy. Đồ làm vâng. Đoàn Anh Nam đấy phải không? Đây bên này giờ xếp kiểu này không biết nó có hợp lý không này. Hai bàn như này. Đó, chỗ này thì ngồi uống nước thoải mái rồi. Mát không anh? Ô, chưa có quạt à? Anh thích ngồi điều hòa hay là thích ngồi thoáng? Thoáng thì trên. Trên nhưng mà là chỉ có dùng quạt hơi nước thôi. Dưới thì mát hơn trên đấy. Trên dưới chắc chắn là mát rồi, nhưng mà để một không gian đẹp thì ở trên kia nó đẹp hơn. À, view hơn. Chị em gọi hết rồi mà. Gà bản với cái gì đấy. Có phải không? Phải đội anh Nam không? Không. Ôi. Từ từ. Thế thì phải từ từ. Em ơi xem lại xem là mâm này là em anh. Ôi nhưng mà anh đặt mâm chưa? Chưa. Chưa. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Bảo đầu bếp ấy, đảo đầu bếp mang hóa đơn ra đây. À mang bill ra đây. Đấy, buổi trưa vừa nãy là phát sinh lên hai mâm, các anh ở Hà Nội lên báo hơi muộn nhưng mà vẫn làm kịp được các bạn. Vợ chồng mình tiếp tục phải mua thêm một cái tủ lạnh to này nữa, không đủ đồ chứa đồ các bạn. Đây. Giờ xếp cái này vào đây à? Vâng. Thế là thành 3-4 cái tủ lạnh rồi. Kéo nhá, cái bánh xe nó tụt xuống cái này ấy. Kéo phải khiêng quá. Nào nhấc lên. Ui. Ôi, cách điện ra một tí. Cách tường ra một tí đi. Rồi. Ok nhá. Cái cắm luôn được không? Được, phải bán là nó làm sao.
Cái tủ to thôi, cái tủ to mới để lại thôi. Cái tủ này phải để lại đúng không? Vâng, cái tủ này phải để lại 30 triệu. Tủ này đây cái loại rộng. Măng xào rau thối á? Ờ đúng rồi đấy. Đấy là ờ đúng rồi đấy. Vừa vào thêm cá chuối nữa, to từng bần đi. Măng xào rau rau thối. Đấy là món này, món của người Thái các bạn. Đây ví dụ những cái món cá suối này thì khi mà khách gọi ngoài thì vẫn có thể chủ động được các bạn nhé. Cá suối chiên này nhà mình là cá suối chuẩn đấy, sạch luôn đây này, cá bống đấy nhá các bạn nhé, rất là ngon luôn. Lên mâm. Cái áo rồi, thiếu áo màu in mấy cái áo, còn mấy cái áo sót khổ lắm. Hôm nào phải làm đồng phục lại, cả đầu bếp nữa, mũ miếc các thứ đầy đủ nữa. Đúng rồi. Chuẩn. Có phải làm quần quần xịt không? Quần trong ấy. Làm cỏ quần màu đỏ đi. Ok. Măng xào. Măng xào rau thối. Đây, hiện tại bây giờ là khoảng 3 giờ rồi nhưng mâm khách thì vẫn ăn các bạn. Anh em thì chuẩn bị bữa tối rồi. Mình thì đây kê xong cái bàn ghế ở phía bên trong này, nhìn có nó cũng hợp lý, ấm cúng phết các bạn ạ. Nó khác hẳn so với là cái bàn ấy các bạn nhé. Khác hẳn so với cái bàn ngồi. Tức là nó phù hợp với cái không gian này hơn. Đấy, nếu mà có hội họp nào mà khoảng độ 5 bàn thì 4-5 bàn ngồi này quây quần thì nó đúng với không gian và nó yên tĩnh. Tức là nếu mà bên kia mà khoảng chục mâm là nó cũng khá là ồn ào, nên là nếu mà ngồi chỗ này là mình thấy nó cũng khá hợp lý. Ổn đấy các bạn ạ. Ổn hơn. Với lại nó phù hợp hơn với cái bối cảnh không gian này. Ở dưới thì vẫn có bàn ghế gỗ điều hòa, còn ở trên này là bàn ngồi như vậy. Đây mẻ thịt các bếp đã khô rồi nha các bạn nha. Ngon lắm rồi này. Hôm qua đã ăn được rồi, hôm nay còn khô nữa. Cực kỳ ngon đây. Cầm một con với mẹ. Đây là sườn. Cái này ổn chưa? Cái này chưa ổn. Cái này chưa được. Hai cái này chéo được rồi không? Mấy cái này chưa được này. Đây các bạn, thành phẩm thịt lợn bản đây. Đấy, mỡ trong veo này. Ừ, cái này còn khô quá rồi ấy. Chém mượn con dao tí chị ạ. Chết. Đây này. Mượn dao thì ấy mỡ nó như này. Tối hôm qua con cho củi vào không? Không, con chỉ cho mỗi cái đấy thôi. Ngon lắm rồi đây. Đây, trong veo này. Như này là ok rồi đấy. Mai chắc là sấy thịt trâu.
trâu như hết rồi thì phải. Ok, đi ra biển thôi, mấy đại ca này vào lâu quá, mình chờ cái biển lâu thật đấy, có kịp làm không ấy. Gạo vào đây các bạn ạ, nhà mình dùng xôi Tú Lệ này nhá. Xôi là dùng gọi loại gạo nếp ngon nhất ở tỉnh Yên Bái, nổi tiếng nhất ở Tây Bắc, đó là gạo nếp Tú Lệ. Tú Lệ thì các bạn thấy là nổi tiếng, nó là ăn tắm tiên, ăn cơm nắm tắm cửa chuồng đấy, là đúng ở địa danh này, rất là nổi tiếng, các cô gái Thái rất là xinh, và nổi tiếng là gạo ngon. Bật điện lên thôi, chờ mấy ông kia lâu thật đấy. Gạo để đâu ấy? Ôi sao để lên cái đấy nó chở ấy à? Gì ạ? Lấy cái đây ạ? Để nặng quá. Mua lấy ấy lấy sáng ạ? À? Lấy cái thùng à? Thùng đâu nhỉ? Anh cứ để tạm đây, để lên cái nóc tủ kia ấy quá, nặng quá. Không, ở đây thì thoải mái. Làm quả biển đây rồi, chờ mãi mới vào. Cao 1 mét mấy đấy? Biển là mét 2, chân của nó là mét 2. Cái này sợ thấp, trôn xuống nó thấp quá không? Thôi mà để đường cái gì? Ừ. Để thôi. Đi. Bây giờ chưa có. Rồi, nhưng mà nghĩ là trôn ở lề đường. Đây. Đi ra chỗ. Đây thấp thật đấy chứ. Biển báo nó phải cao 1m7, quy tắc của nó từ mép này. Nối luôn thì để chôn. Có máy hàn đấy không? Nối là hàn kiểu. Hàn nối thật, tại vì bây giờ chôn xuống đây là thấp thật. Nó phải sang sang cao nó mới sang được. Đấy, nó phải tầm 1m7. Biển báo giao thông nó thế mà. 1m7, giống cầu ấy, biển tấn trọng tải. Đấy, 1m7, 1m8 gì ấy. Có máy hàn ở đây không anh nhỉ? Quân nhỉ? Có máy hàn ở đây không nhỉ? Ở đây có sắt mà. Sắt trên xe có mà. Thế thì gọi lên hàn luôn đi. Hả? Đi làm hết, có thợ làm đâu. Có, ở trước đây còn mấy đâu anh. Nhiều bác là đi vào đây là nhầm đường các bạn ạ. Nên là phải có cái biển vẫy. Còn anh em nhìn này. Đây là những đoàn ở nơi khác đến để tắm suối. Đông phết các bạn. Đây bà con lũ về lại lấy được cát. Đông vui phết. Mát lắm, mấy hôm nay hôm qua là lũ to phết đấy. Lũ lên đến cái chân đường này đấy nhá, tận đoạn dưới này này. Hôm nay là nước lại trong. Lũ xong cái nước trong này, nước sạch tắm sướng. Mát. Thôi đi đào hố đã. Đào hố để chôn cái biển cái nữa. Đây phía này là mọi người hay bị nhầm này, đường này, đây là nhà máy nước này, nhà máy nước của Nghĩa Lộ này. Đây là đường lên đường này đi vào trong sâu rồi sập vào trong bản ấy. À vào núi ấy, đường kia. Đây nhá, thẳng đường ở dưới lên to, đường to như này. À, đến qua sân vận động đến nhà máy nước, đây là nhà máy nước thì có cái ngã rẽ này, rẽ xuống này. Nói chung là đường nó dễ đi mà, không phải là vòng vòng lắm đâu. Qua cầu cái rẽ trái là đến. Xuống đến đây cái là nhìn thấy cái cầu rồi. Rồi chắc để đây đúng không nhỉ? Sân nào dễ nhìn nhỉ? Đây. Đây là tường của nhà máy nước. Ui toàn
toàn đá thôi. Đây, cắm thử vào đây xem thế nào. Ok đấy, được rồi. Khi mà mình trực tiếp vào làm thì mình mới vỡ ra được rất là nhiều các cái kinh nghiệm từ cái việc là nhà hàng dịch vụ này các bạn. Nói chung là nó phát sinh toàn những cái không tên nhiều lắm. Nó không như kiểu là mình xây một cái nhà lên rồi mình ở ấy, thì nó lại khác nhá. Thì mình muốn làm tạm bợ hay là muốn làm kiểu gì thì làm, nhưng mà mình làm để phục vụ khách hàng mà. Hello. Thế nên là mình phải làm kiểu làm sao để mà khách hàng người ta hài lòng nhất. Cái việc kiến thiết này, rồi là việc nhân sự này, rồi rất là nhiều cái nó liên quan vào. Lại ở giai đoạn đầu này là giai đoạn quan trọng, nên là mọi thứ đều phải từng bước từ từ cải thiện dần dần. Hôm nay cũng có một anh ở trong Đà Nẵng, ở trong cái gì nhỉ, vào đây Cu hay là Đà Nẵng nhỉ, mình quên rồi. Anh ấy chuyên về giảng viên về ngành nhà hàng khách sạn này. Anh ấy rất là may mắn là được anh ấy tư vấn rất là nhiều cái mà mình từ đây mình phải áp dụng vào để cho nó hoàn thiện hơn ở nhà hàng. Tại vì bây giờ cái xu thế bây giờ là công nghệ cao, nó phục vụ rất là nhiều rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của giảng viên về chuyên về quản lý về khách sạn, về nhà hàng này, mình thấy phải nói là quá là chuẩn luôn đấy. Đúng là kinh nghiệm. Chào cô nhá. Đúng là kinh nghiệm và người ta được đào tạo chuyên nghiệp khác. Chứ không phải là ông có tiền mà ông thuê một cái người quản lý về làm mà được đâu, nó còn nhiều cái yếu tố lắm. Vâng. Oh. Hả? Khám in ấy. À thế à? Cô vào đấy á? Bàn cỏ bàn dưới này à? À thế ạ. Vâng. Hôm nào lên chơi đi. Lên đánh trống búa xòe nhá. Tối nay lên luôn đi. Ừ. Tối nay đông khách ấy. Các bà quanh xóm thì rất là thích, tại vì là người Thái mà, người ta thích cái văn hóa cái gì nhỉ, văn hóa cộng đồng. Thế nên là cứ có mua cái gì về. Thế nên là cái việc mà cứ cổng chiêng nổi lên là người ta cũng muốn sang chơi, các cô các chú muốn sang chơi. Và tới đây mình muốn xây dựng một cái như thế này. Không biết là các bạn, các bác mà làm ở dưới vùng khác thì thế nào, nhưng mà mình đang lên một cái ý tưởng là sẽ đón tour theo kiểu này. Tức là dùng những người, không phải dùng những người mà chiêu mộ những người bản địa mà có tài năng về văn hóa, ví dụ như đánh cồng, đánh chiêng này, hay là thổi khèn này, hay là đan lát, đan thổ cẩm các thứ ấy. Tức là khi một đoàn khách về thì những nghệ nhân ở tại địa phương này có thể thể hiện cho những cái đoàn khách đấy đến để tham quan, thì có thể là hát này, hay là thổi khèn pí, hay là múa xòe, cồng chiêng. Thì ví dụ như là người khách người ta có lòng hảo tâm thì người ta có thể là ủng hộ cho những nghệ nhân đấy mỗi người một chút ít, để người ta có thể là phục vụ cái gọi là cái đồng kiếm thêm cho người ta đỡ phải lên rừng lên đồi, mà một cái tài năng ở trong bản trong làng như thế lại không được thể hiện đấy. Mình đang xây dựng cái ý tưởng như vậy thì không biết là các bác có thể góp ý
Tức là ví dụ một đoàn khách khoảng 10 người vào thì có thể là 3 đến 4 hoặc 5 nghệ nhân có thể là trình bày những cái tiết mục mà mang đậm cái văn hóa bản sắc của người đồng bào ở đây, chứ không phải là hát phổ thông mà là hát kiểu văn hóa dân tộc ấy, hát người Thái ấy, hoặc là thổi khen hoặc múa khen Mông các thứ ấy. Thì người ta đến người ta được trải nghiệm, vừa là chụp ảnh check in, vừa tắm suối, vừa được trải nghiệm cái văn hóa đấy, vừa được thưởng thức ẩm thực. Cái ý của mình là vậy, thì không biết là có ổn hay không. Mình đang xây dựng cái ý tưởng như thế, vừa tạo công ăn việc làm cho bà con, chứ còn mình không có cái gì ở lợi nhuận ở cái đấy nhá, mà mình muốn tạo điều kiện cho bà con và cũng muốn là khách khứa người ta biết đến cái nhà sàn của mình, chứ không phải là mình thu vé hay là làm cái gì cả. Mọi người vào chụp ảnh nghe nhạc thoải mái. Còn nếu mà có lòng hảo tâm thì có thể cho các ông các bà khoảng vài một hai chục gì đấy chẳng hạn thế. Chào các chào các cô. Dạ. Ui. Tự. Vâng, đường chỉ dẫn không, nhiều người đi nhầm quá. Vâng. Các cô đi thể dục à? Dạ vâng. À đã vào đấy rồi à? À vâng vâng. Thi thoảng vào ghé chơi uống nước cô ạ. Đi bộ thể dục cứ lấy lại tắm vài vòng, à bơi vài vòng xong về. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, chào cô chú nhá. Ok, vậy là xong nhá. Quay xa ra một chút cho các bạn nhìn. Tí nữa quên cái sập beng. Đấy. Lùi ra xa một chút cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đấy. Đến đây thì nhìn quả biển. Ôi, hình như bị lệch à. Lệch. Hả? Bên này, bên phải. Ok. Được rồi các bạn nhé. Cái này thì mình cũng mô tả rất là đơn giản thôi. Đúng ra thì thêm hai chữ ẩm thực vào thì hay, nhưng mà ok, thôi được rồi. Nhà sàn gái bản. Mũi tên rẽ trái, cách 300m, tức là từ đây đi là 300m. Không biết là có đến 300m không, nhưng mà hình như là chắc không đến đâu quá à. Nhưng mà mình cứ ghi 300m đi. Thì xuống tí đây là rẽ đến cầu rồi mà. Qua cầu rẽ trái 50m. Các bạn cứ nhớ nhìn cái biển này, xong đi đến cầu, qua cầu rẽ trái 50m là ok các bạn nhé. Đấy, cứ qua cầu rẽ trái, xong lại rẽ trái, xong lại rẽ trái nhá. Đừng có rẽ trái, xong lại gần đấy là có một cái ngã rẽ phải. Cứ rẽ trái, cứ bên tay trái mà đi ra suối ấy. Cứ rẽ trái xong rẽ trái tiếp ra suối là nhà mình ở ngay mép suối, thì đúng cách cái đầu cầu khoảng 50m thôi. Nhiều người còn đi nhầm sang đằng sau nhà mình ấy. Đằng sau nhà mình có một cái đường bê tông. Nó lại vòng. Ok, vậy là xong rồi. Điện thoại là 085-219-3456. Đó. Mọi người gọi đặt hàng, đặt mâm là vào số này nhé. Rất là cảm ơn. Các bạn đã đến với nhà sàn ẩm thực. Thôi về thôi. Ngủ chế thôi. Đây về đến đây nước sạch đẹp chưa? Trong xanh luôn. Mọi người lúc nãy tắm ở đây đông lắm, nhưng mà bây giờ trời sắp tối rồi. Bên trên kia thì vẫn còn người. Đấy, bên trên kia thì còn người. Mà bên dưới này thì về rồi. Nước sạch thật đấy. Ừ, đây bắt đầu trời tối xuống là khách bắt đầu lên ăn rồi các bạn ạ. À, làm cái biển này sai lầm rồi. Không có cái mũi tên sáng mà nhỉ, có mỗi chữ VKC màu ấy màu sáng, đúng ra nó phải có cái mũi tên vào đây thì người ta mới biết hướng này quá à. Cái này thì bằng cái này nhìn xa là bằng như kiểu là ở gốc cây nhãn này. VKC ở gốc cây nhãn ấy. Thiếu sót một tí các bạn.
Đấy, ô tô xe máy rồi mọi người đến bắt đầu đến rồi. Đó, lên hôm nay mình có thay đổi một chút về cái khâu bố trí. Đấy, người đẹp hôm nay sẽ được phân công, mình sẽ kê ở đây một cái bàn, kê ở đây một cái bàn để có sổ sách này, rồi có những cái đồ dự trù ví dụ như là chén này, giấy ăn này, bát đũa này, nến này. Những cái đồ này là nó hay phát sinh các bạn ạ. Tức là khi mà mâm người ta phát sinh thì người ta hay gọi những cái này, với lại rượu. Ở dưới này có rượu này, và những cái đồ giấy ăn các thứ, chén, bát. Đó. Thì sẽ có một em lễ tân trực ban ở đây luôn. Khi mà người ta gọi cái gì thì em này sẽ đàm xuống. Mâm lên hết rồi nhá, chuẩn bị đồ xong hết đi nhá. Đây, hôm nay có... Em ơi, Doan ơi, cái rúng mẻ đấy, anh bật bếp với lẩu đấy, bảo chị em lên đi. Nó sôi sùng sục rồi đấy. Đây, có cái món... cái món hôm nay có cái món mọ gà các bạn ạ. Món này là ẩm thực dân tộc Thái đặc sắc đây này. Mẻ sôi lắm rồi đây. Cái gì nhỉ? Cơm lam chiên. Đây hai mình hai. Đó, thịt nướng gói lá, ong xách xào, mẻ nhúng trâu nhúng mẻ. Sôi ngũ sắc, rau nộm. Vào đi thôi. Không sợ máy quay đâu nhá. Ê, sang gặp Đồng Hương cái. fan ở Yên Bình. Hôm nay cả nhà đánh xe vào đây để tắm xong rồi trải nghiệm ẩm thực luôn này. Quá tuyệt vời. Vâng. Ừ. À, hôm nay vào gặp Đồng Hương các bạn ạ. Mình ở quê ở Yên Bình. Yên Bình, Yên Bái, ở Hồ Thác Bà ấy. Hôm nay vào trải nghiệm thế nào anh? Suối xiếc rồi cảnh quan. Rất là vui. Vâng. Nước rất là mát. À. Phải nói là nếu mà được đi du lịch hay cố đi qua đường này thì nán lại về đây, cảm thấy là không khí rất là tuyệt vời. Vâng. Thế chiều nay là cả nhà đi đâu? Chiều nay đi lên cái gì nhỉ? Suối Giàng. Suối Giàng, bản là... Trên thuật. Rất là nhiều. Nhưng mà không biết nói gì nhé. Thôi, rồi. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Mời lái xe cóp nào. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn Đồng Hương. Cảm ơn chị Đồng Hương. Chúc sức khỏe nhé. Chúc okay. Chuyến đi du lịch vui vẻ. Rồi. Ngày mai đi ấy à? Đi mù à? Đang bảo mai là lên mù đấy, nhưng mà đường nó đi là ok ạ. Ui ngón. Đường đi có tiếng rưỡi là đến đèo, đỉnh đèo luôn rồi. Hoặc là đi mù thì đi qua Tô Lệ thì ghé lại một tí để mua cốm. À mùa này chưa có. Mua gạo nếp. Rồi là nói chung là trên đấy có nhiều cái hay hay mà. Nhất là đèo thì đẹp rồi, mỹ mãn rồi. Còn lên trên hẳn lên nữa thì lên đồi Mâm Xôi thì mùa này hình như người ta mới cấy thì phải. Mới cấy. Còn ở đèo vẫn là đẹp nhất. À thì ngồi đây lên TV á. Làm cái nữa cơ à? Được thôi làm cái nữa. Thôi. Anh cậu cháu mình Đồng Hương mình mời chúc A Tú. Rồi, cảm ơn nhé. Kênh càng ngày càng phát triển, chúc nhà hàng. Vâng. Lúc nào cũng đông khách nhé. Vâng, vâng, em cảm ơn nhé. À, vâng, nào. 2, 3, rồi. Cảm ơn anh chị nhá. Anh chị cứ dùng tự nhiên nhá. Vâng, vâng. Mời hai bác Hà Nội thì cho mượn cái chén thì. Hai bác Hà Nội ơi, cho em mời chúc sức khỏe. Ồ, cho anh lái xe à? À, chị uống được không? Hai anh chị là vợ chồng quá à? Hay là món mọ cay à? Ăn được nhưng mà trẻ con cay, vâng, cay, món này hơi cay. Cá gỏi, cá kiếp ăn được quá. Vâng. Không có rượu à? À, thôi được rồi, thì làm tí nước ngọt cũng được, sức sức khỏe đó. Anh chị là tận đâu lên Nghĩa Lộ đấy?
À, người Vĩnh Phúc mình quá à? Phủ Lỗ. Ở Sóc Sơn. Sóc Sơn. Vâng. Cả nhà mình đi hôm nay có tắm không? Có. À đấy. Rồi, cảm ơn nhé. Làm càng ngày càng làm ăn phát đạt. Rồi, xin cảm ơn nhé. Những người khách từ rất là xa xôi chắc cũng hay theo dõi kênh thì mới biết được địa điểm ở đây quá. Vâng ạ. À vâng, vâng. Rồi, em cảm ơn nhé. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn anh. Nào, bắt tay cái nào, giật giật nào. Rồi, em mời anh chị nhé. Cảm ơn nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Đấy, mọi người đang đến rất là đông rồi. Trực chiến nhá. Hôm nay không được đi đâu đâu đấy. Trực chiến bộ đàm ở đây thôi. Rượu chiếc thì có gì thì gọi ở dưới kia. Đấy, còn các người đẹp thì đang chụp ảnh. Úi giời ơi, toàn người đẹp này. Lên để chụp cái ảnh cái nào. Úi giời ơi, cô gái đến từ đâu mà đẹp thế. Hôm nay toàn người đẹp nhá. Hảo hán á. Khỏe nhá. Cảm ơn nhá. À, chờ hai cô gái Thái lên cái nào. Xinh thế, hảo hán ơi. Hảo hán ơi. Đồng vui phết. Vâng vâng, đổ lên rồi ạ. Kiểu khác đi. Mỗi tội là ngợi ẩn á. Chị xã đấy, nó không cao mà lại đây. Mà phi, mà chị trang phi được thái đơn. Ok, giờ phút này là khách khứa bắt đầu ăn cơm rồi. Mọi người check in chụp ảnh ăn cơm. Mình kết thúc video tại đây. May thì xong được cái phần biển này và set up lại những cái đồ khâu lễ tân cho nó chuẩn chỉ, càng ngày càng phải hoàn thiện hơn nữa. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi, ủng hộ và bình luận để tham gia góp ý để quán hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái tập phim tiếp theo. Chào các bạn.